Bước sang phần 2, ở phần 2 này chúng ta tiếp tục móc cái phần thân sau và cách móc. Ở đây các bạn chú ý này, chúng ta móc giống y hệt phần 1, đó là cái tấm thân trước. Ở đây các bạn móc cho mình tấm thân sau này này, nó cũng cao 35 hàng. Sau đó các bạn móc cho mình cao thêm như sau. Chúng ta móc mỗi chân một mũi móc đơn thẳng lên, các bạn móc cho mình tổng là 42 hàng từ dưới lên. Vừa rồi là chúng ta móc 35 thì chúng ta móc thêm 7 hàng nữa, mỗi chân một mũi móc đơn như ở đây mình đã móc sẵn rồi. Đây thì các bạn nhìn thấy đây. Chúng ta móc thẳng lên nhá. Kết thúc hàng số 42, các bạn móc cho mình như sau. Lên cao một xích này. Móc mỗi chân một mũi móc đơn, đến điểm giữa chúng ta bớt một mũi thôi. Do là cái nắp này nó sẽ nhỏ hơn nó kích thước nó sẽ thu vào một chút xíu để sau chúng ta gập vào nó không bị nhe ra hai bên. Thì các bạn khi mà chúng ta bớt hai bên mỗi bên một mũi thì nó sẽ bị hụt nhiều quá. Do vậy ở đây mình sẽ bớt một mũi và mình sẽ cho nó vào giữa. Thì ở đây đang là hàng số 43. Các bạn móc cho mình đến điểm giữa để chúng ta bớt mũi nhá. Các bạn ngắm chừng khoảng giữa. Đây, các bạn nhìn thấy nó chuẩn bị đến giữa thì các bạn thu mũi cho mình. Thu bớt mũi này. Bớt này, thu hai về một này. Đấy. Sau đó các bạn móc cho mình một mỗi chân một mũi móc đơn. Ở đây mình vừa kết thúc hàng số 43, các bạn lên cao một xích. Và ở đây các bạn sẽ móc cho mình tương tự này, thêm cho mình 5 hàng nữa để chúng ta đi vào cái phần móc. Chúng ta 5 hàng nữa, đây đã chúng ta đang bắt đầu phần móc nắp. Nắp và sau đó chúng ta sẽ móc chia ra để tạo cái hình ấn. Thì các bạn cứ móc theo mình hướng dẫn. Ở đây vừa kết thúc hàng số 43, các bạn móc cho mình thêm 5 hàng nữa để chúng ta kết thúc ở hàng số 46. Mình hướng dẫn tiếp cho các bạn móc qua phần nắp khúc khỉu nhé. Cái phần mà nó gờ biểu tượng của túi Annie nhé. Như vậy, ở đây mình đã móc xong 5 hàng. Đây, tính từ chỗ thu mũi đếm 2, 4, 5. Tổng ở đây chúng ta đang có 48 hàng. Cao 48 hàng. Tiếp theo chúng ta sẽ móc cái phần nắp cong. Thì các bạn này kéo cắt sợi cho mình. Chúng ta sẽ đếm này. 2, 4, 6 này, từ ngoài mà vào 6 này, 7 này, 2, 4, 6, 7, đếm nhá, từ ngoài mà vào này, 2, 4, 6, 7 mũi, đấy, đếm 7 mũi này, đánh dấu đây một điểm này, các bạn sử dụng cái đánh dấu cho mình để chúng ta đánh dấu móc cái phần nắp. Ở đây là cái nắp da mà bình thường mình hay làm bằng nắp da. Thì cái hình nó như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cắt đến cái đoạn này. Cắt đến đây. Thì chúng ta móc thẳng xuống. Đấy. Thì các bạn móc cho mình. Đếm này. 2, 4, 6, 7. Cuối chân thứ 7 các bạn đánh dấu cho mình vào đây. Đấy. Thì chúng ta bắt đầu móc này. 7 à? 7 hay 8 à? Chúng ta móc 7 đi. Các bạn đặt đặt sợi vào đây. Móc cho mình khoảng 6 hàng tiếp theo. Xin lỗi các bạn, chúng ta chỉ móc cho mình khoảng, để chúng ta phải mở xích đưa cái khóa vào. Các bạn chuẩn bị cho mình cái khóa này, cái bộ phụ kiện ra. Ở đây mình sử dụng bộ phụ kiện đẹp màu đen. Cái khóa này để chúng ta ướm vào. Các bạn móc cho mình mỗi chân một mũi móc đơn đến cuối hàng, đến điểm đánh dấu này nhé. Đến điểm đánh dấu này các bạn tháo nó ra. 2, 4, 6, 7. Chúng ta móc đến cái điểm này là chúng ta đủ được cái phần phần chia lắp đây.
thì các bạn lên cao cho mình một xích. Các bạn móc thẳng cho mình thêm 1 này, 2 này, 3 này. Móc cho mình 4 hàng nữa nhá. Móc cao 4 hàng nữa. Các bạn móc cao cho mình 4 hàng nữa. Như vậy mình đã móc xong được 4 hàng. Tổng chúng ta bắt vào cái điểm này đó là 5 hàng, các bạn nhìn thấy đây. Sau đó các bạn đếm cho các đếm ở đây có bao nhiêu mũi. Ở đây của mình có 29 mũi. Thì các bạn đếm của các bạn là còn bao nhiêu mũi. Thì các bạn chia ra đặt ở đây là điểm giữa. Mỗi bên là 14 này. Chia đôi ra sau đó móc đầy thẳng lên. Cách khoảng đây điểm giữa này. Các bạn cách cho mình 2 mỗi bên 2 mũi, đây là điểm giữa mỗi bên 2 thì tổng chúng ta sẽ có 5 mũi để chúng ta mở cái khóa này. Khóa xoay, đối với tất cả các loại khóa xoay chúng ta đều phải mở thì chúng ta mới bắt được vào. Thì các bạn móc cho mình. Lên cao một xích. Và đánh dấu như mình đây để chúng ta sẵn móc vào đó nhé. Mỗi chân một mũi. Mình hướng dẫn cho các bạn một bên, bên kia các bạn làm cho mình tương tự. Tổng là 5 mũi thì chúng ta bắt đến cái điểm này. Thả đánh dấu ra. 1, 2, 3, 4, chân thứ 5. Đây. Đến cái điểm này, các bạn lên cao một xích, đảo trở lại. Móc mỗi chân một mũi móc đơn. Cuối hàng lên cao một xích. Tại đây các bạn mày kéo cắt sợi cho mình, cắt một đoạn dài dài ra một xíu để tí chúng ta nối xích. Cứ để nguyên đây. Sau đó các bạn lại tiếp tục thảo đánh dấu này ra, chúng ta bắt vào cái điểm này. Đây là hàng đầu tiên, các bạn kẹp cái sợi này vào. Thì các bạn móc cho mình tương tự hết hàng này và hai hàng nữa nhé. Móc thẳng xung quanh để giống với bên đây. Đi đến điểm cuối hàng này thì các bạn để nguyên cái sợi này thì chúng ta móc sẵn ở bên đây. Thì các bạn móc cho mình như sau. Các bạn nối xích cho mình này, rít chặt ở cái điểm này vào. 1, 2, 3, 4. 4 này, móc thêm một xích nữa là 5, do dưới chúng ta để 1, 2, 3, 4, 5 chân. Các bạn nối trượt vào đây cho mình. Rít thật chặt. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong phần mở cái khóa xoay. Đây, mở ổ khóa. Đối với các cái mẫu khóa xoay hay khóa gập khác các bạn cũng mở cho mình tương tự, nhưng tùy vào kích thước khóa to nhỏ thì các bạn mở xích phù hợp nhé. Đó là cách mở xích. Thừa sợi này các bạn cắt để một đoạn đây. Tiếp theo chúng ta móc này. Ở cái điểm cuối cùng đây, lên cao một xích, chúng ta viền cái hàng này. Mỗi chân một mũi móc đơn. Bên trong cái phần mở xích chúng ta có 5 xích. Thì các bạn móc cho mình tương đương 5 mũi. Các bạn xỏ vào cái dây này này. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. Và tương tự mỗi chân một mũi ở bên đây.
Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình cước nẹp để chúng ta nẹp xung quanh. Và chuẩn bị tấm canvas. Canvas các bạn sử dụng cho mình màu đen hoặc trắng phù hợp với màu sợi nhé. Và chúng ta chỉ chuẩn bị chỉ cần 1,5 tấm. Móc vào mép ngoài cùng, như vậy đó là phần móc nắp. Sau cái túi của chúng ta gập xuống nó thành hình như này. Đây xem là có bị cao quá không. Hình túi chúng ta gập xuống này như thế này. Tiếp theo, các bạn dùng cước cho mình. Chúng ta nẹp giống như vừa rồi đã nẹp ở cái tấm thân trước ấy. Các bạn chọn xem mặt nào của chúng ta nó nhẵn phẳng, ít mối nối, chúng ta cho ra phía trước. Đây là mặt này này. Các bạn lấy kéo cắt sợi cho mình. Các cái đầu này thừa, chúng ta cắt đi. Mình nhận thấy rằng bên này của mình có nhiều mối nối, do vậy mình sẽ chuyển nó là mặt trái. Và chúng ta sẽ quay về đây. Đấy, chúng ta đặt cước tại điểm cuối cùng này. Đặt vào đây. Chúng ta nẹp. Xem là sẽ nẹp như nào. Đặt vào đây, nẹp này. Đây, nếu mà đặt bên này thì nó sẽ là mặt phải này. Đặt bên đây xem nào. Xin lỗi các bạn, chúng ta sẽ vẫn cái phần mặt gồ ghề mà nhiều mối nối đây nhá. Chúng ta đặt cước ở đây, đặt bên dưới chúng ta nẹp thì sau này cái phần cong cụt nó sẽ là bên phải, chính là bên đây. Đấy, thì các bạn nẹp cho mình. Lấy sợi ra. Bạn nẹp như vừa rồi chúng ta đã nẹp tấm thân chính nhá. À, tấm thân trước. Nẹp chặt tay, mỗi chân một mũi móc đơn. Kẹp cái sợi thừa vào. Được một đoạn, nhớ ở cái mặt này này, chúng ta phải quan sát là đường nét nó phải thật mịn đẹp. Đây, mỗi chân một mũi các cái khe này này. Khe giao nhau. Thì các bạn nẹp xung quanh cho mình đến cái điểm cuối cùng này nhé. Ở đây các bạn nhìn thấy chúng ta nẹp ở cái góc này này. Nó vẫn giống như cái góc của cái tấm thân trước ấy. Chúng ta móc 3 mũi vào một chân tại cái điểm góc này. Đây. Rồi mình đã móc được 3 mũi vào một chân. Đang xem nghiên cứu xem chúng ta móc 2 hay móc 3 do cái tấm này nó sẽ bẻ xuống này. Bẻ xuống. Các bạn móc cho mình 2 mũi thôi. 2 mũi vào một chân, vừa rồi mình đã móc 2. Sau đó các bạn tiếp tục lấy tay đã. Lấy tay vuốt cái phần tấm này đi. Đấy, vuốt tấm này đi. Sau đó chúng ta móc bẻ sang bên đây. Lấy cước bẻ này, bẻ góc sang. Mỗi chân một mũi móc đơn. Sở dĩ chúng ta móc 2 mũi vào đây do chúng ta không cần phải. Ở đây của mình đang hơi bị gồ ghề, cái phần này là điểm nhấn nét nhất của cái phần nắp túi. Do vậy các bạn phải nhớ chỉnh sao cho chúng ta phải móc thật đều tay để nắp nó thật mượt mà nhá. Do chúng ta móc ở cái góc này này, móc 2 thôi. Vì chúng ta không cần vuông góc mà cần nó bo cong tròn. Đấy, bo cong tròn.
Chúng ta móc hai mũi vặt vào một chân đây do chúng ta cần độ cong tròn chứ không cần 3 mũi. 3 mũi thể hiện sự vuông góc. Còn ở cái nắp này các bạn nhớ phải móc cho mình thật mượt, nếu bị gồ ghề các bạn phải tháo ra do đây là cái mặt phải nhé. Mặt bên đây thì chúng ta móc mũi chân một mũi móc đơn, móc thật chặt tay, móc thật đẹp do cái phần này nó thể hiện ở cái phần mặt trước của túi. Đấy, vào đây. Đến góc đây chúng ta móc vào đây. Một mũi một chân. Hai mũi vào một chân. Một thôi. Chúng ta chỉ móc một thôi nhé. Đến điểm góc này. Đây, góc chính là giao nhau giữa mũi bên đây, bên này. Đây, chính là cái điểm mũi này. Giao nhau chính cái điểm mũi góc này nhé. Móc cho mình hai mũi vào một chân. Một. Hai. Sau đó chúng ta sẽ lấy tay để uốn cái cước này cho nó phẳng này, thẳng đã, thẳng cái mặt này đã. Lấy cước, lấy tay này, uốn thẳng này, thẳng vuông góc đã. Thì cái này là bâu cua tròn. Đây, cái phần chính của chúng ta là sẽ quay bên đây. Tiếp theo chúng ta móc này. Móc cái đường viền này hết sức cẩn thận do chúng ta thít ở cái góc này lại này, thít này. Do sau cái túi của chúng ta đẹp hay không thì hiện ở cái điểm này. Chỗ này thì chúng ta móc mũi chân một mũi móc đơn ở các cái khe này nhé. Móc chặt tay. Ở góc này, góc này, đây, hai mũi vào một chân. Một. Hai. Nhưng chúng ta đi đến cái chỗ phần này. Đây, lấy tay vuốt ra đã. Cả lò sẽ bị cong vảnh nhá. Đây. Bẻ góc chỗ này đi. Uốn sẵn, bẻ này. Đẩy vuông góc cả lò sẽ bị loe lành phành ra, không đẹp. Nhớ như vậy. Đến điểm này chúng ta sẽ bẻ như vậy để cho nó bị thể hiện đây đang là cái phần kết thúc của một cạnh. Đây cũng vậy, khi đặt sang sau này chúng ta nắp vào đây thì nó sẽ cụp vào. Tiếp theo chúng ta sẽ nẹp cho mình mỗi chân một mũi tại đây, móc hai hai nhá. Khi đến đây được hai rồi lại móc như bên đây đấy. Đến điểm này các bạn móc cho mình giao nhau giữa hàng này và hàng này, chỗ góc này này, hai mũi và một chân, nó giống y hệt như mình vừa hướng dẫn cho các bạn bên này. Đến đây mỗi chân một mũi, góc này hai thôi, hai thì nó đối xứng với góc bên đây. Khi kết thúc một cạnh các bạn lấy tay vuốt cong vặn, các bạn như thế này, cong vặn này, vuốt thật thẳng các mép nào, dứt khoát mép đó. Đấy. Bên này cũng vậy, dứt khoát, bên đây cũng vậy, sang đây, hai mũi một chân, bên này mỗi chân một mũi móc đơn như mặt này chúng ta đã vừa nẹp, bên đây cũng vậy. Góc dưới này thì chúng ta móc 3 mũi vào một chân như bình thường. Bên đây mỗi chân một mũi móc đơn. Đến điểm cuối cùng này thì đó là phần nẹp cước của tấm thân mặt sau và nắp nhá. Các bạn hoàn thiện cho mình, sau đó chúng ta sẽ chỉnh cái dáng nắp này. Ở đây mình đã nẹp đến điểm cuối cùng và mình dừng lại tại đây để chỉnh dáng cho các bạn nhìn thấy như sau. Ở đây nếu như bạn nào mà bị cong vênh, ở đây cong vênh như mình đây, là do các bạn bị thừa, có nghĩa là chúng ta đã bị giãn quá cái phần cước, giãn quá nhá, thì chúng ta phải kéo lại. Đây mình dùng cước này kéo lại, kéo rụt nó về đấy. Vì do lúc đầu chúng ta vuốt nhiều quá đấy. Vuốt nhiều quá, chúng ta không được vuốt nhiều quá nhá, do cái nắp này nó sẽ, nếu thừa nó sẽ bị vênh lên đấy. Nhớ chỉnh này, góc này nó phải vuông ra như thế này nhưng nó vẫn phải vạt bầu đấy, đi như thế này đấy. Các bạn nhìn thấy rất là giống cái dáng nắp HM Any. Chỗ này thì chúng ta cần phải kéo thẳng ở chỗ giữa này để do cái miệng này nó cụp xuống. Và chúng ta lắp khóa vào. Bên đây, đây cũng đẩy vào cái góc này. Cái góc này. Đấy. Trường hợp ở đây cũng bị vênh nhiều quá thì các bạn cũng phải kéo cước, kéo từ cái đầu rộng này. Kéo sau đó chúng ta sẽ đẩy dồn. Đẩy dồn lên đây thì nó sẽ không bị. Sau chúng ta nẹp căn vát nó cũng đỡ hơn. Bởi vì bản thân nắp da khi chúng ta đậy và nắp vào túi nó cũng bị cong. Nên chúng ta phải chỉnh dáng như này. Chỉnh dáng thật chuẩn, đẹp nhá.
Đây cũng vậy, góc này thì chúng ta cần phải vuông góc, phải vuốt rộng ra. Đáy này chúng ta phải vuốt phẳng ra. Đấy, thì sau chúng ta ráp vào cái tầm đáy. Và đến cuối cùng này các bạn hãy kéo cắt cước. Cắt cước vào móc này. Thừa này chúng ta cũng cắt đi. Một mũi này, chúng ta móc hai mũi. Do lúc đầu chúng ta bắt vào đó đã được một mũi rồi, sau đó các bạn nối trượt cho mình thì chúng ta kết thúc phần nẹp cước của tấm thân sau và nắp. Chúng ta chỉ cần quan sát thật kỹ và làm chuẩn cho mình cái nắp, do nó là cái phần chính của túi. Ở phần góc này các bạn để thừa cho mình một đoạn dài, sau nếu có sử dụng giáp thì chúng ta sẵn sợi vào đó. Cái cước này chúng ta sẽ phải cắt tịt nó vào. Đấy, cho gọn. Chúng ta cùng chỉnh lại này. Phần đây thì cần phải phẳng này. Đấy. Không được giãn quá, giãn quá nó sẽ bị vênh nhá. Do cái cước nó cứng là nó sẽ không được đẩy đều. Bên đây thì chúng ta thấy sợi thừa đây này. Các bạn đưa kim móc nhá, lấy từ bên này. Đưa kim móc đưa nó sang bên trái. Sau này chúng ta sẽ sử dụng bên kia là bên phải của túi. Sau đó các bạn cắt các sợi thừa. Bên này sẽ là bên phải. Vì nó cụp vào đây cái đường đây. Thì các bạn giấu hết sợi, đưa sợi sang bên kia nhá. Rồi chúng ta cắt dấu sợi. Để chúng ta sẽ, clip của chúng ta đã dài rồi. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tại phần 3. Các bạn chuẩn bị cho mình bộ phụ kiện vừa rồi đã có. Và canvas để chúng ta đi vào phần khâu nhá. Mình kết thúc phần 2 tại đây.